Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S792. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Vũ Đăng Tuấn. Và chúng ta chuẩn bị up về khu vực số 6 rồi, lướt vào, lock lên anh em ạ. Thất thả một cái nữa, tiếp tục đâm chọt kéo. Tiêu dao kia của chúng ta cũng đã có một cái lock rồi. Quá đã, lướt một cái nữa rồi, lên gối xuống chỏ, thế là team đội bạn lên 7 điểm số, có team từ khu vực số 1 di chuyển sang rồi anh em ạ. Cẩn thận, chúng ta rút về trang. Ôi, tiêu dao bên mình vẫn còn mua đồ kìa. Wow, nhân vật chính chúng ta đã có pha lock rất đẹp để cứu các đồng đội của mình. Tiếp tục giao tranh thất thám luôn, và đội bạn chắc chắn phải rút trở lại khu vực số 1 thôi. Qua tình huống đó thì tiêu dao du hồng bên mình hơi chủ quan một chút xíu, đó là anh em đã nán lại thương nhân để mua đồ. Phải nói là những tình huống liên tục giao tranh xảy ra và team chúng ta đã xử lý rất tuyệt vời anh em ạ. Với hai tiêu dao thì trong team của mình phải thống nhất được về cái cách combo nha. Không cần hồi máu, chúng ta di chuyển thẳng lên rồi leo lướt vào, lóc lên, quá đẹp. Wow, tuyệt vời. Quá hộ bảo anh em ơi, quá hộ bảo. Như vậy là chúng ta phải rút lui trở lại rồi. Đó, đánh đấm như vậy xem mới đã nha anh em. Mình phải tạo ra được những tình huống giao tranh liên tục thì anh em xem mới có gọi là hứng thú. Nhưng mà tình huống này thì hơi nguy hiểm cho anh bạn tàn kiếm chúng ta. Rất may là tiêu dao đã hỗ trợ kịp lúc anh em ạ. Quá tuyệt vời tiêu dao ơi. Phải nói là nhân vật chính của mình đã cứu nguy cho team của mình đến tận 2 lần. Quá hay, quá hay. Như vậy là sau những pha giao tranh liên tục xảy ra thì hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma chúng ta chỉ còn có 13 đội. Bây giờ thì anh em cần phải chờ hồi máu anh em ạ. Wow, tàn kiếm và tiêu dao chúng ta di chuyển thẳng về khu vực số 21 luôn rồi. Có lẽ đầu trận anh em đã chết khu vực này rồi. Chúng ta có một cái tấn công và ảo tượng chuẩn bị xuất hiện rồi anh em ơi. Như vậy là ảo tượng xuất hiện ở những khu vực nào đây? Cần lắm một cái bản đồ, đó là khu vực số 8. Chuẩn bị lướt vô, lóc lên và thất thảm. Tiếp tục tiêu dao kia lóc cái này nè anh em. Đó, lóc kép rồi, một cung lôn từ khu vực số 22 di chuyển sang nè. Bạo kích nè, bạo kích là lướt một cái nè. Hết chạy luôn anh em ạ. Tàn kiếm chúng ta đã bung 7x rồi. Tiếp tục, đó là giao tranh từ khu vực số 9 di chuyển sang một Nga My Huyền Thủy và Dương Môn. Như vậy chúng ta buộc lòng phải rút lui, có ai bị khống chế không? Tàn kiếm hiện tại đang bị bắt trở lại rồi anh em ơi. Tàn kiếm đã chạy thành công, lúc nãy mình thấy tàn kiếm đã mất 7x khi giao tranh với Thiên Vương. Rất may mắn là tàn kiếm đã thoát được. Wow, quá đã. Phải nói là những giây phút đầu tiên của vòng số 1 anh em đã tạo ra được rất nhiều những tình huống giao tranh. Và mình rất thích điều đó anh em ạ. Rồi, bây giờ thì bà con cô bác của chúng ta sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Có tấn công cho tàn kiếm. Bây giờ mình nghĩ là hai tiêu dao cố gắng hồi máu thật nhanh để mình ra mình quẩy cái team ở khu vực số 8 anh em, để cho anh bạn tàn kiếm của mình sẽ hồi máu ở đây ha. Nhưng mà cái team kia thì có hai búp hỗ trợ rất là tốt, do đó Dương Môn sẽ được chơi rất là nhiều, do đó anh em cũng phải cẩn thận. Chúng ta tính toán những tình huống mình phải úp nhanh và úp vào mục tiêu nào nữa nha anh em. Đây, con gì đó là Dương Môn. Có lẽ team này đã bị một team khác úp rồi. Chúng ta chưa có chiêu, chuẩn bị có chiêu kéo rồi. Lóc lên, được rồi anh em ạ. Không nhấc bổng được, nhưng mà tiêu dao du hồng đã nhấc bổng được Dương Môn của team đội bạn. Rồi, lúc nãy đánh chúng tôi thì team bạn đã bị một team khác úp sang. Như vậy anh em thấy là cái cụm này có vẻ khá là căng nha. Đây là cụm server 792. Và trận tâm ma này diễn ra lúc 10:30 tối nha anh em ơi. Phải nói là quá tuyệt vời. Bây giờ thì các thành viên chúng ta đã hồi phục lại lượng máu rất ổn định rồi. Và chúng ta tiếp tục di chuyển để về thương nhân trang bị thêm các loại trang bị còn thiếu. Đó, quá đã anh em ạ. Quá đã, team của mình đánh cực kỳ cơ động và các thành viên của mình đều BK rất tốt. Bây giờ chúng ta đã mất né và chúng ta bây giờ quay trở lại khu vực số 8. Vẫn còn rương, đó là Minh Giáo, một team Minh Giáo với cùng luôn. Ôi, thất thảm, không trúng rồi, nhưng mà chúng ta vẫn kết thúc được cùng luôn em ạ. Hiện tại cái bang cũng đã bị một tiêu dao của chúng ta kết thúc rồi, như vậy chỉ có Minh Giáo thoát thành công. Hay quá anh em ơi. Lâu lắm rồi mình mới có những cái trận tâm ma mà có những tình huống giao tranh liên tục xảy ra như thế này.
Nói chung là do nhu cầu. Ui, một Nga Mi có quần. Đây có lẽ là Nga Mi chung team với Dương Môn lúc nãy. Dạo gần đây thì đa số các team đều quánh tâm ma rất hay, do đó dẫn đến là anh em có sự thay đổi về cái cách đánh, là chúng ta sẽ đánh chậm hơn một chút. Đôi lúc anh em lại kỹ hơn, di chuyển ít hơn, dẫn đến là cái trận tâm ma mình nó ít nhiệt hơn em ạ. Hiếm lắm mới có những cái trận anh em lăn xả và chơi khô máu như thế này. Bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ di chuyển về thương nhân rồi. Team của mình hiện tại đang có ưu thế và áp đảo rất nhiều. Sĩ khí đang rất là tăng cao và chúng ta di chuyển về khu vực số 2 nè. Rồi nè, ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, kéo lại cái bạn ơi. Ôi trời ơi, không được rồi, có điểm hạ gục không? Không có điểm hạ gục, Minh Giáo đã chạy thành công tình huống đó anh em ơi. Trời ơi, nói xài tất cả các combo luôn mà không kết thúc được. Rồi nha, bây giờ mình sẽ có một cái bạo kích ở đây nữa, quá thơm. Đó, tâm ma anh em cứ chịu khó đi, chết tài nguyên nha anh em. Chết tài nguyên càng nhiều càng có lợi cho team. Anh em mà cứ ở một ô hoài thì chúng ta sẽ thiệt thòi về tài nguyên nha. Và làm sao để cho team mình phải di chuyển đồng đều và cơ động cùng với nhau liên tục nha anh em. Chứ đừng có người di chuyển, người không di chuyển thì nó sẽ vất vả. Và đặc biệt trong team của mình, ví dụ như anh em chơi 3 môn phái thì mình phải xác định được đâu là môn phái mở combo, đâu là môn phái sẽ có vai trò là tăng trong team, thì mình sẽ ưu tiên cho những môn phái này đi trước. Và chúng ta có tiêu dao bạo kích rồi, hiện tại tiêu dao chúng ta bị lock, có cả Dương Môn nữa, rất khó này mà rất khó. Như vậy là tiêu dao chúng ta lướt thành công về khu vực số 1 rồi. Hai thành viên chúng ta đang cố gắng chặn cửa bảo kê. Rồi, bên kia đang mất combo, mình chuẩn bị hồi combo nè anh em. Bên kia mà không chạy thì xác định nha, bởi vì đánh úp xong anh em phải tính toán combo của đối thủ nữa nha anh em ơi. Bây giờ chắc chắn là mình sẽ quay lại rồi, team mình hổ báo thế này thì làm sao mà không quay lại được anh em ạ. Ê, đừng làm tôi quê anh em. Rồi xong luôn, không quay lại mà chạy thẳng về khu 6. Đó, lướt vô, kéo cái lóc lên. À, đội bạn đã di chuyển về tới đây luôn rồi, rất lẹ nha. Mình cứ nghĩ đội bạn vẫn còn ở bên kia. Wow, bên 8 lạng người nước cân và tiêu dao đã chạy thẳng về khu vực số 4 luôn rồi, 1 chấm máu. Như vậy chúng ta đã mất dấu anh em ạ. Đấy, trời ơi, thường là sẽ vô góc mà thất thảm, không trúng, quá ảo. Cái đó mình hồi lock kịp hơn một chút xíu nên mình đã lock rồi. Như vậy là vô tình tiêu dao Du Hồng đã kết thúc được tiêu dao team đội bạn khi đội bạn di chuyển về khu vực số 3. Và hiện tại chúng ta còn 5 đội cho bản đồ tâm ma này. Quá hay, những cách di chuyển, những cái chiến thuật đánh úp và rút lui rất tuyệt vời luôn em ạ. Và anh em thấy là team mình không hề bị hoảng loạn trong những tình huống giao tranh nha. Chúng ta rất bình tĩnh xử lý. Đây là điều mà rất nhiều người họ chưa làm được nha anh em. Kể cả bản thân của mình trong những tình huống giao tranh. Ví dụ như mình sợ một thành viên nào đó trong team của mình bị tử vong. Mình cũng hay loạn chọn. Không biết như thế nào, không biết xử lý, không biết tiếp tục ở lại đánh hay là chúng ta nên chạy. Bây giờ thì cứ việc mở ảo tượng nhẹ nhẹ thôi, sau đó là mình sẽ chạy thẳng về khu vực số 5. Rồi, hai cái quần, trời, ba cái quần luôn rồi, ai chơi lại trời. Rồi nè, Nga Mi nè, rồi lóc lên nè, rồi thần cơ nó gãi cánh luôn rồi anh em ơi. Một con thần cơ, một con Nga Mi, tiếp tục con Dương Môn làm gì đây? Bắn lên ngựa đi anh ơi, trời, thấy mấy cái quần thì lên ngựa chạy lẹ đi. Đó, rồi hết chạy luôn, không có ngựa luôn anh em ạ. Quá đen cho anh bạn Dương Môn. Quá ghê gớm, trời ơi, vỏ đen, tiêu dao nữa. Ơi, đồng đội, ở dưới có đồng địch ơi, ở dưới có đồng địch kìa. Đố anh em cái tiệm đó nó còn mở ấn tượng không? Chắc chắn là nó sẽ quay lại nó mở, làm sao nó bỏ được đúng không? Bởi vì đội bạn có một tiêu dao. Cứ nghĩ là chúng ta có một mình anh em ạ. Đó, lóc lên nè, lóc 2 luôn mới đẹp, trời ơi, mà lóc xong cái thất thám không đẹp chút nào. Tiêu dao Du Hồng có pha lóc trượt rồi anh em ơi. Chúng ta chuẩn bị có chiêu lướt. Tàn kiếm đã lên ngựa đuổi theo rất hộ báo. Tàn kiếm đang có mặt tại khu vực số 6 và vẫn chưa thấy nhúc nhích giọt máu nào cả. Và chúng ta tiếp tục mở cái ảo tượng thứ hai. Hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma này vẫn còn 4 đội và trận chiến vẫn còn đang rất căng thẳng anh em ạ. Phải nói là khi vào những môn phái như thế này thì chúng ta mới có được những trận quét map liên tục xảy ra.
Tiếp tục di chuyển về khu vực số 6, rồi bạn có lẽ đã chạy về một phương trời nào đó. Rồi, đi chết tài nguyên thôi bà con ơi. Nhưng mà chúng ta cũng phải chết ở khu 1 nha anh em ơi. Nãy giờ mình chưa có kiểm tra con boss. Nhớ đâu mà có một team nào đó nó ăn con boss thì nó có đá hồi sinh nha. Rồi, chúng ta mất né rồi. Cẩn thận, đang bị loạn nữa anh em ạ. Ở khu vực số 9, tài nguyên đã bị chết luôn rồi. Chúng ta chạy thẳng về khu vực số 25. Tiếp tục kiểm tra tài nguyên nào anh em. Rất trống. Và chúng ta chuẩn bị có tài nguyên mới rồi. Bây giờ các thành viên của mình sẽ farm để kiếm thêm tài nguyên. Đây có người. Trời ơi, đó là một con huyền thủy. Huyền thủy bây giờ chỉ còn một mình thì kèo hơi khó nha. Và có lẽ là thời gian của vòng số 3 sẽ kết thúc tại đây anh em ơi. À quên, vòng số 2 anh em ạ. Mình sẽ chuẩn bị bước vào vòng số 3 với 3 đội. Chỉ còn có 3 đội thôi, và đó chúng ta có Tiêu Dao, Võ Đan và một huyền thủy rồi. Rất rõ ràng trận này. Ý, có cả Minh Giáo nữa kìa. Minh Giáo bạo kích. Ủa, Minh Giáo là team huyền thủy hay là Minh Giáo là team Tiêu Dao đây? Hay, Minh Giáo còn nha, anh bạn Tàn Kiếm ơi. Rồi, bây giờ thì đội hình của mình sẽ chờ đợi thương nhân xuất hiện, và chúng ta có thương nhân khu vực số 8 và số 2 luôn. Lần này tiếp tục di chuyển về trở lại khu vực số 2 rồi. Đây nè, đây là lóc nè. Quỷ Thiên đâu, Quỷ Thiên đâu, Quỷ Thiên đã lên rồi anh em ạ. Ê, hết hồn, tưởng đâu anh em lên Quyển Thất Thám chứ. Rồi, cái chiến thuật cho vòng số 3 này thì mình sẽ đề xuất cho anh em khi số lượng đội còn 3 đội, đó là mình cứ di chuyển đến ô nào thì mình sẽ chết rương ô đó nha. Mình cứ từ từ thôi nha anh em ơi, kéo lại nè, lóc lên nè. Ôi, bị tan rồi. Ôi, đội bạn lóc rồi, chúng ta thất thảm nè, kỹ năng nào. Cẩn thận, có lóc luôn. Nguy hiểm cực kỳ, như vậy là một thành viên đội bạn đã lên bài điểm số rồi. Hú hồn trong cái pha vừa rồi nha anh em ơi, cực kỳ căng. Rồi, với con Tiêu Dao ngự phong thì chúng ta thoải mái sử dụng kỹ năng để anh em hồi chiêu. Và như vậy là một đội đã bị kết thúc. Không biết là team nào đã bị kết thúc rồi anh em ơi. Hiện tại chúng ta đang còn hai đội, không biết là Minh Giáo còn hay không. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chia ra để tìm kiếm. Nhưng mà phải biết được cái phái. À, mình thấy là trong kênh đội anh em đã chat đó là Minh Giáo anh em ạ. Như vậy thì mình không thể nào bỏ anh Tàn Kiếm chúng ta ở lại được. Tàn Kiếm mà bị Minh Giáo nó úp một cái thì thôi cũng vất vả cực kỳ nha. Đối với Tàn Kiếm bây giờ anh em sẽ đánh như thế nào? Đó là chúng ta phải di chuyển liên tục di chuyển nha anh em. Và đặc biệt khi phát hiện Minh Giáo thì mình sẽ, một là anh em chuyển ô được, chúng ta chuyển ô. Hai là mình sẽ nhảy vào lính liền. Nếu như anh em bị Minh Giáo khống chế lại thì khả năng lên bảng điểm số rất là cao anh em ạ. Vẫn chưa phát hiện được Minh Giáo mà Minh Giáo đã chết được rất nhiều tài nguyên ở xung quanh chúng ta. Ôi, Tàn Kiếm vẫn đang có mặt tại khu vực số 2 anh em ạ. Nguy hiểm quá. Tàn Kiếm đã chạy về được với các thành viên chúng ta rồi. Chúng ta tiếp tục di chuyển. Còn bây giờ Minh Giáo mà có một cái tấn công bạo kích thêm cái quần thể kim cang nữa thôi. Ba làng tám sớm chạy. Với việc di chuyển liên tục thế này thì team đội bạn rất khó có thể đoán được vị trí của mình ở đâu. Khi đó thì Minh Giáo rất khó úp mình. Wow, mình cũng chưa thấy nó luôn. Có lẽ anh em nên chạy ngược trở lại, hoặc là chúng ta chạy cắt ngang bản đồ anh em ạ. Đây, lóc lên liền. Không được, Minh Giáo đã chạy rất lẹ. Trời ơi, tình huống gì, kết nối máy chủ rất mạng. Ôi, cẩn thận. Rồi, quay lại rồi kìa, lóc lên nè. Chắc chắn là lên Quỷ Thiên rồi. Minh Giáo này đã lên được Chí Tôn mà chưa thấy úp về team của mình. Để cho team mình úp không thì Minh Giáo sẽ thiệt thòi. Bây giờ thì thủ lĩnh xuất hiện luôn rồi kìa. Trời ơi, bây giờ làm gì anh em? Ăn con boss đi anh em ơi. Thiệt, kèo này chỉ có thể ăn boss thôi, dù Minh Giáo xuất hiện luôn nha. Nhưng mà trước khi ăn boss anh em có thể đi mở các ảo tượng trước để mình kiếm thêm các tài nguyên em ạ. Như vậy là Tàn Kiếm đã mở các ảo tượng tại khu vực số 7 rồi. Tàn Kiếm đã di chuyển về khu vực số 6 với đồng bội của mình.
Đợt này thì vẫn còn có khả năng bị lật kèo, do đó chúng ta không thể chủ quan được anh em ạ. Mình Giáo thì có lẽ đang say mồi ở các khu vực ảo tượng và chưa biết chuyện gì xảy ra với con boss thủ lĩnh. Đây, Minh Giáo xuất hiện rồi kìa. Trời ơi, là một pha hú hồn. Bạo kích kìa anh em ơi. Đó, thơm. Đó, bây giờ Minh Giáo sẽ đi chết tại nguyên một vòng anh em. May mắn sẽ mỉm cười Minh Giáo hay không. Ví dụ Minh Giáo chết được bạo kích tấn công thêm một cái quần thể kim cang nữa, lao vô dậm khí thế liền. Minh Giáo đã không quay trở lại rồi và hiện tại chúng ta đã gần kết thúc được combat thủ lĩnh này. Nếu như Minh Giáo không quay trở lại thì thôi, trận tâm ma này anh em cũng biết rõ được là kết quả như thế nào rồi anh em ạ. Rồi, bật lóc luôn anh em ơi. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc được combat thủ lĩnh. Bây giờ thì mình sẽ đi chết tài nguyên tiếp tục. Minh Giáo bây giờ mới xuất hiện thì làm được cái gì đây? Chúng ta vẫn còn một cái ảo tượng ngay khu vực số 4. Kéo lại, Minh Giáo nhảy thành công, tiếp tục chạy lướt nè, lóc lên không được rồi, Minh Giáo quỳ ngược trở lại rất lẹ. Rồi, lại có quần thể kim cang nữa thì mình sẽ tiếp tục rượt đuổi. Anh em thấy là thông thường những cái trận tâm ma mà mình hay chia sẻ cho anh em để ý rất là kỹ. Ở đầu trận mà anh em đánh nhau cực kỳ căng thẳng vất vả thì ở cuối trận nó cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng nha anh em. Còn những cái trận mà ở đầu trận anh em trải qua những phút giây ta gọi là im đẹp đó, không ít giao tranh rồi ít tim cầm tay, thì về đến vòng cuối thì nó sẽ cực kỳ căng thẳng. Nó trái ngược nhau rất là rõ ràng. Và như vậy là thời gian của vòng số 3 chỉ còn khoảng 20 giây nữa thôi anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chết tài nguyên để chuẩn bị bước về vòng cuối thôi. Hẹn Minh Giáo vòng cuối anh em ạ. Với 3 thành viên, 2 viên đá hồi sinh. Khu vực số 4 có biển, mình thấy là tiêu dao chúng ta đã bị xử lý rồi. Wow. Minh Giáo có bạo kích. Như vậy là chúng ta đã mất một viên đá hồi sinh. Rất may mắn là tình huống đó chúng ta đã không bị úp về tàn kiếm. Nếu mà tàn kiếm bị úp thì tàn kiếm nó lên bảng điểm số rồi anh em ạ. Rồi, bây giờ thì ai sẽ đánh với ai đây? Minh Giáo đã lên được quân hàm, đó là Võ Thánh. Dầm tàn kiếm, mất bị ít luôn, rất dữ dằn. Trời ơi, nãy dữ dằn úp là chúng ta mất thành viên rồi. Trời ơi, ba sắn sắn luôn nè, quá dữ. Chạy né các kiểu con đà điểu. Kéo lại nè, ui lướt luôn, quá ghê. Rồi, tàn phế luôn, rồi có ai có lóc không? Không ai có lóc, tàn kiếm vẫn lăn xả bởi vì tàn kiếm vẫn còn đá hồi sinh. Tiếp tục và tàn kiếm mất đã hồi sinh rồi. À quên, tàn kiếm không có đá hồi sinh anh em, sorry. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.